Vân Tử Show. Hello, xin chào tất cả anh em, lại là mình đây, là Vân Tử. Và ngày hôm nay thì mình lại quay lại một clip rất là đặc biệt. Đó chính là clip mình sẽ trải nghiệm thử dụng một cái app mà rất là thịnh hành bây giờ, mà mình tin rằng là ai cũng đang rất là nghiện và đang sử dụng cái app này. Đó chính là cái app Fake Play. Thì hôm nay mình sẽ là người đầu tiên gọi là thử trải nghiệm cái app này, xem nó như nào và tại sao đấy mọi người lại hay sử dụng cái app này như vậy, và nó đang là một cái hot trend, một cái trào lưu ở trên mạng xã hội. Thì bây giờ chúng ta hãy thử tìm app Fake Play và chúng ta thử đăng ký cũng như thử trải nghiệm cái app này nó sẽ như nào. Thì đầu tiên mình sẽ vào App Store. Đó, như các bạn thấy mình đang vào màn hình App Store và mình sẽ gõ có chữ Fake Play. Đây, mình đã gõ sẵn ở trên màn hình rồi và nó đã ra một cái biểu tượng Fake Play đây. Đó, đây chính là cái app của chúng ta đây. App này thì là nó sẽ yêu cầu là từ 12 tuổi trở lên này. Đó, bây giờ tôi sẽ tải về nhá. Hiện nay máy của tôi đang dùng là máy iPhone. Thì iPhone như là mình sẽ tải trên, gọi là trên iPhone về, trên App Store về. Các bạn dùng máy Android thì sẽ tải trên CH Play. Đó, thì tên của nó là Fake Play, tên đầy đủ là Code Play Video Maker. Nó sẽ là Make a Funny Video. Đây thì các bạn có thể xem một cái hình ảnh, một số hình ảnh ví dụ đây. Nó ở đây là nó có thể cái phần mềm scan đúng không? Tức là nó sẽ quét và nhận diện khuôn mặt của mình. Một cái app rất là thông minh, nhận diện khuôn mặt. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ tải app. Thì trước khi là mình tải app về thì mình cũng đã xem một số thông tin liên quan đến app Fake Play này. Thì mình cũng có thể lưu ý một cho một số các bạn sử dụng. Ví dụ như là cái app này là nó sẽ thu thập thông tin dữ liệu của người dùng. Và cái tính bảo mật của cái app này thì có nhiều người họ ở trên mạng họ sẽ đánh giá không cao, và nó nghĩ rằng cái app này cái bảo mật nó sẽ không được tốt. Đó, vì thế nha anh em, hãy cố gắng sử dụng những cái tài khoản gọi là không phải tài khoản chính thống của anh em mà tốt nhất. Ở đây, bây giờ chúng ta sẽ vào phần Get Started đây, thì đây nó có hướng dẫn đây. Đây nó sẽ nhận diện khuôn mặt của chúng ta đây. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ vào Get Started. Make a submit, I got it. Ok. À, bây giờ là nó bắt mình nhận diện khuôn mặt à. Thôi bây giờ mình sẽ chọn một cảnh đẹp của mình nhá. Mình cầm một chú cún. Đây là bé cún nhà mình hồi còn bé. Có phim luôn. Nó đang dùng cái IQ để nhận diện. Mình đang cũng khá là hồi hộp và mong chờ, không biết là sau khi nó nhận diện xong thì như nào. Chưa. Đây, nó sẽ cho các bạn dùng thử free và sẽ một tuần là 2,49 đô một năm, mà sẽ mất 24,99 đô. Tức là nó sẽ nhận diện, nó có thể biến bạn thành trở thành con gái luôn cũng được. Đây, nhớ bạn đồng ý này thì bạn sẽ phải đăng ký này, bạn sẽ mất 2,49 đô một tuần này để sử dụng cái app này này. Bây giờ mình sẽ thử sử dụng, thử xem những cái khác. Có thể là anh em, mình không biết là anh em có hủy được không, mình không rõ. Ở đây có rất nhiều hình ảnh rất là đẹp. Chủ yếu là con gái nhiều. App này thì mình thấy là thường là sẽ dành cho các bạn nữ rất là nhiều. Đa số là sẽ sử dụng cho tất cả bạn nữ. Đây, men đây. Bây giờ nó sẽ bắt đầu bắt mình phải cân nhắc này, thì mình sẽ chọn cân nhắc là with Google nhá. Bởi vì thật sự là cái Google là cái mà mình nghĩ rằng là cái tài khoản mà các bạn sẽ có rất nhiều cái tài khoản. Nếu bạn dùng Facebook thì thường thường các bạn sẽ chỉ có một cái Facebook, hoặc là một cái Facebook thì bạn có một cái Facebook chính của bạn thôi. Thì mình nghĩ rằng bạn nên là sử dụng. Mình thấy là cái phần mềm mình nhận diện khuôn mặt cũng khá là chuẩn. Bây giờ chúng ta sẽ chờ nó quét nhé.
Đó, thì đây là nó sẽ bắt các bạn phải mua thì mới có thể trải nghiệm được. Tức nghĩa là nó sẽ không có gì là miễn phí cho tất cả các bạn cả. Đấy, thì các bạn phải ít nhất là mất khoảng tầm 2,49 đô một tuần này. Còn nếu các bạn mua gói 1 năm thì các bạn sẽ mất 24,99 đô. Thì đây chính là cái phần mềm gọi là đang rất là thịnh hành hiện nay, gọi là app Fake Place. Đó, thì anh em nếu mà anh em thích thì anh em có thể mua và sử dụng cái app này để thử trải nghiệm. Thì mình cũng chúc là tất cả anh em có thể tạo những cái app rất là thú vị, tạo ra những cái video rất là thú vị, rất là hot, đúng không? Đó, thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo. Cuối cùng, mình mong tất cả mọi người hãy cho mình một like, một subscribe, một share clip này để clip này có thể phát triển hơn nữa và mình có thể tạo ra nhiều sản phẩm hay hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người.